Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cách làm món sườn xào với một gói gia vị thôi. Rất đơn giản mà ngon và nhanh. Các bạn sẽ làm ra được một món sườn xào chua ngọt như mình làm đây. Rất nhanh chóng và đơn giản các bạn nhé. Mà ăn rất là hấp dẫn và thơm cực luôn ạ. Sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm nhé. Ở đây thì các bạn cần phải chuẩn bị... Đó là sườn. Sườn lợn các bạn nhé. Ở đây thì mình mua 4 rẻ sườn. Và mình mua cái sườn nó nhiều thịt một chút ạ. Và mình cắt miếng như thế này. Sườn xào thì các bạn cũng phải cắt cái miếng nó hơi dài dài một chút, chứ ngắn quá thì cũng không ngon. Và hai nữa là cái sườn phải có thịt ạ. Đấy thì ở đây thì mình mua 4 rẻ sườn thì những cái cục này này thì mình cứ luộc qua là đi, để xong mình để mình nấu canh. Còn khi mà xào chua ngọt thì các bạn chỉ sử dụng miếng sườn nạc thôi ạ. Mình có chuẩn bị hành và tỏi đi rồi. Và đây với một chút hành lá để mình trang trí cho vào sau cho nó đẹp ạ. Quả ớt nữa ạ. Và một gói gia vị cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn đây. Các bạn sẽ mua của cái hãng Banuna này. Và các bạn sẽ làm cái món này và nó có hướng dẫn sử dụng ở đằng sau. Thì nó đã đó đầy đủ những cái hương vị của món sườn xào này rồi. Cho nên là các bạn làm theo rất là dễ và màu rất là hấp dẫn ạ. Thế thì bây giờ trước khi đi làm thì mình sẽ đi trần qua cái sườn này đi đã. Để cho nó hết cái mùi hôi của sườn ạ. Thì mình sẽ có chuẩn bị một nồi nước như thế này. Và bây giờ mình cho sườn vào để mình đun, mình luộc lên đấy ạ. Là để nói luộc thì ở đây thì mình chỉ gọi là khi đảo nó ngập trong nước sôi và mình chỉ còn cho nó hơi lăn tăn một chút sôi là mình sẽ vớt ra. Mình xào thì mình thường thường mua những cái sườn nó phải dày như thế này thì ăn nó mới đã các bạn ạ. Và trong thời gian chờ đợi cái sườn nó được thì bây giờ mình xuống mình dần cái tỏi ra và mình thái cái hành ra nữa. Tỏi ở đây thì mình cho vào mình xào, cho nên là mình chỉ đập dập ra thôi ạ. Hành và tỏi nhá. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể thêm một chút xả nó cũng được. Nhưng thực ra thì cũng không cần phải xả đâu ạ. Hành tỏi thôi là rất là thơm rồi. Ở đây thì có thể là mình cho, có thể chỉ một nhánh hành và 2-3 nhánh tỏi thôi cũng được. Để có cái mùi thơm ấy. Thực ra cái gói gia vị mà các bạn làm đấy rất là thơm rồi đấy ạ. Thì với cách làm của mình đây thì mình thấy là mua cái gói gia vị này về rất là tiện ạ. Đấy, mình đập dập và mình để to như thế này nhá. Mình chỉ đập dập thôi ạ. Không cần băm nhỏ quá. Và cái ớt thì mình cũng thái ra và cái hành thì mình cũng thái ra. Các bạn lưu ý là cái ớt thì các bạn ăn được nhiều thì các bạn có thể cho thêm cũng được. Còn không thì mình chỉ còn cho loáng thoáng thôi ạ. Cái hành này thì mình cho vào lúc sau cùng. Cái ớt thì mình cũng cắt ra. Và xong rồi. Bây giờ mình sẽ tia ra xem nồi sườn của mình. Đây đã thấy cơ, mình đã thấy sôi lăn tăn rồi đây. Và cái sôi này thì nó vừa có cái bọt này, các bạn bỏ bọt đi nhá. Và mình gắp những miếng sườn ra thôi ạ. Với cái nước này đằng nào thì mình cũng bỏ thôi. Mình gắp những miếng sườn để mình xào. Còn đâu là cái cục sườn đấy, những cái đầu cục ấy ạ, thì các bạn để mình nấu canh nhá. Và đây bát sườn mình đã gắp ra rồi đây. Và mình tiến hành xào thôi ạ. Mình sẽ cho vào một cái chảo như thế này. Và mình để nóng chảo lên. Và trước khi xào thì mình sẽ cho mỡ vào. Mình dùng bằng mỡ nhá. Mình rất hay nấu bằng mỡ ạ. Sau khi mà cái mỡ nó tan hết rồi thì bây giờ mình cho hành và mình đảo trước. Hành tỏi đập dập đấy ạ. Mình đảo cho thơm một chút đấy. Mình không nhất thiết là phải đảo vàng nhé. Đảo đến khi mà nó thơm, các bạn thấy mùi thơm là được.
thấy vàng rồi thì bây giờ mình cho sườn vào mình xào luôn. Thì với cách xào này thì mình không cần phải rán sườn đâu các bạn nhé. Các bạn xào mà chỉ xào cho nó săn miếng sườn mà thôi, sau đó là mình tiến hành mình làm các bước tiếp theo. Đấy, đến lúc này là các bạn không cần phải cho to nửa đâu mà các bạn cho giảm nhiệt xuống và để các bạn đảo. Mình đảo để cho cái hơi nước nó bay đi và cái tỏi ở dưới nó không bị cháy các bạn nhé. Mình có làm như thế này thì cái mùi thơm nó mới hấp dẫn ạ. Mình không cần phải xào, mình đã nói với các bạn rồi, không cần phải xào cái sườn kỹ nhá. Mình chỉ xào săn mình thấy nó hơi khô, mình hơi cắt miếng sườn là được. Bởi vì là các bạn làm như vậy ấy, thì ăn cái miếng sườn nó rất là mềm ạ. Chứ nhiều khi mình thấy rán lên rồi mới xào ấy thì ăn nó rất là khô mà lại còn bị dai nữa. Đấy, sau khi mà các bạn xào đến miếng sườn nó có vẻ hơi xâm xém rồi ấy, thì bây giờ mình tiến hành để cho cái gói sốt vào ấy ạ. Đấy, mình cắt cái sốt ra để mình cho vào. Thì với cái sốt này thì các bạn biết là đấy, nó rất là ngon này. Với một gói sốt này ấy, thì mình làm được 1 cân sườn đấy ạ. Thì ở đây chỗ này của mình thì mua 1 cân 2, nhưng mà mình bỏ những cái đầu cục đi chắc cũng khoảng 1 cân. Đấy, và mình cho cái đấy vào, mình cho nước vào này, nó không bị cháy. Và cái hai là để mình đun cho cái sườn nó mềm ấy. Và khi mình đun như thế này nhá, thì các bạn biết là tất nhiên là nó không được ngập hết mặt sườn đúng không ạ. Thì khi các bạn đun một xíu thì các bạn lại dùng đũa các bạn lật như thế này này, để cho nó ngập ngấm cái nước đấy ạ. Đấy, thì các bạn thấy là có nước, nhưng mà mình phải lật như thế này này thì nó sẽ ngấm đều miếng sườn. Và các bạn mở vung ra không cần phải đậy nhá, thì các bạn đun cho cái hơi nước nó bay nhanh ấy. Còn tất nhiên là khi ban đầu thì các bạn có thể đậy vào một xíu. Ban đầu đây thì mình đậy vào để cho nó cái sườn nó mềm ấy ạ. Đấy, bây giờ các bạn cho nhỏ lửa và các bạn đun cho nó mềm sườn một xíu, khoảng 2-3 phút. Thì các bạn thấy cái nước này vào nó sền sệt lại đây thì các bạn lại lật như thế này, cho nó ngấm lại những miếng sườn ấy. Thì khi các bạn đun hết như thế này thì cái lượng hơi nước nó bay hết đi rồi ấy, thì cái gia vị nó sẽ sánh lại. Và các bạn có nhu cầu ăn ngọt hơn thì các bạn có thể cho thêm một ít đường vào, và đậm hơn thì các bạn có thể cho thêm một xíu nước mắm hoặc một chút gia vị. Đấy là theo cái khẩu vị nhà mình ạ. Các bạn nên nhớ là chịu khó mình lật như thế này nhá, thì là cái nước sườn nó ngấm vào rất là ngon ạ, nó sẽ vừa đều nữa. Đấy, và các bạn đun đến khi cái nước nó sền sệt thì các bạn thấy nó thì sánh rồi thì các bạn dừng ạ. Mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, tức là mình làm kiểu này cái sườn này các bạn nhỏ có thể ăn được mà rất là mềm ngon ấy. Bạn là mình có thể ăn luôn ấy. Và ăn bắt mút mát ngon tuyệt đấy. Mà khi mà mình chưa cần biết là mình ăn nó có ngon không, nhưng mà mình nấu ấy, những người bên ngoài ngửi thấy mùi thôi là nó cảm thấy rất là thèm rồi ạ. Đấy, các bạn thấy chưa, bắt đầu sánh xẹt dưới đây ạ. Bây giờ các bạn tắt bếp nhá. À, lúc này mình cho thêm tí ớt này và hành vào. Bởi vì sao mình không cho ớt ngay từ ban đầu? Bởi vì mình cho ớt như thế này thì vừa là trang trí cho đẹp và sau này nó đỡ cay hơn. Chứ ngay từ ban đầu thì nó ngấm vào sườn thì nó lại cay, sợ bạn nhà mình không ăn được. Thế nên là mình chia sẻ với các bạn là như vậy. Thì các bạn có thể là nếu mà người lớn, các bạn có thể cho ớt sớm hơn một chút cũng được. Đây, thế là cái sản phẩm sườn xào của mình đã ra nò rồi đây ạ. Các bạn thấy với màu sắc thì rất là hấp dẫn rồi. Và cái sườn thì ăn rất săn và mềm. Đấy. Khi mình vét ra rồi thì cái nước sườn này này. Đấy, thì mình sẽ cho lên trên ạ. Chẳng cần phải nói, cái nước sườn này các bạn dưới vào cơm thôi thì các bạn ăn cũng cảm thấy là rất là hợp lý rồi.
rất là thú vị rồi ạ. Ngon lắm các bạn ơi, thơm cực ạ. Thế là sản phẩm của mình đến đây đã làm xong rồi đây. Thì video của mình mà các bạn theo dõi mà thấy thật sự hữu ích và cần thiết cho bữa ăn hàng ngày thì các bạn hãy tham khảo và cho mình xin ý kiến nhé. Và rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các bạn. Không